Xin chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2023, xin gửi đến quý thính giả bài viết Thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay, bài viết được đăng trên tạp chí Cộng sản. Thưa quý vị, bình đẳng giới, trong đó có bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là một trong những nội dung quan trọng để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Bình đẳng giới được hiểu là việc đối xử ngang nhau giữa nam và nữ trên mọi phương diện của đời sống xã hội. Khoảng 3, Điều năm luật bình đẳng giới năm 2006 ghi rõ, bình đẳng giới là Việt Nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới được coi là một trong những tiêu chí quan trọng trong phát triển bền vững. Chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc Tháng 9 năm 2015 đã đưa ra tiêu chí của sự phát triển bền vững là đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Quyết định số 622 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững đã đề ra các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, trong đó có mục tiêu đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái mục tiêu bình đẳng giới vì sự phát triển bền vững của cả nước chỉ có thể đạt được khi từng khu vực từng địa phương đạt được trong đó bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong gia đình và trong cộng đồng phụ nữ dân tộc thiểu số ít có tiếng nói quyết định trong nhiều vấn đề mặc nhiên bị gắn trách nhiệm phải ở nhà lo toan công việc nội trợ chăm sóc các thành viên trong gia đình phụng dưỡng cho mẹ sinh con ở một số nơi tình trạng bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình dân tộc thiểu số vẫn xảy ra nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số thường xuyên phải chịu sự bạo hành, đánh đập từ người chồng, người cha khi sai rượu hoặc thậm chí chỉ là do thấy không vừa ý. Ngay cả việc kết hôn, phụ nữ dân tộc thiểu số nhiều khi không được lựa chọn bạn đời theo tình cảm của mình, mà do cha mẹ gả, ép hôn. Vẫn còn dân tộc thiểu số duy trì tục cướp vợ, bắt vợ. Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau. Thứ nhất, quan thiện các chính sách theo hướng chú trọng hơn đến đối tượng phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số. Cần nghiên cứu, ban hành những chính sách đặc thù đối với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số để giảm thiểu những rào cản, khó khăn về điều kiện, cơ hội của họ so với nam giới và so với phụ nữ ở các vùng miền khác trên cả nước. Trong từng lĩnh vực cụ thể, cần đề ra những chính sách ưu tiên, ưu đãi, mở rộng thêm các cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tham gia học tập ở nhiều loại hình phương thức đào tạo nhằm nâng cao trình độ năng lực bao gồm cả trình độ chuyên môn ngoại ngữ tinh học xây dựng các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực để tự chủ làm kinh tế gia tăng cơ hội có việc làm với thu nhập ổn định tăng cường đầu tư chăm sóc sức khỏe bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số đặc biệt trong lĩnh vực chính trị cần có chính sách thúc đẩy gia tăng cơ hội tham chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các cấp bên cạnh đó cần bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định bình đẳng giới có thái độ hành vi phân biệt đối xử kỳ thị ngược đãi bạo hành làm tổn thương phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thứ hai nâng cao nhận thức cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới chính quyền các cấp nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tăng cường phổ biến quán triệt chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách quy định pháp luật về thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng đa dạng quá các hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu mang tính định kiến giới coi thường hạ thấp phụ nữ đề cao nam giới thông qua phát thanh truyền hình băng rôn khẩu hiệu sách báo tích hợp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào nội dung giảng dạy ở các cấp học trong các buổi sinh hoạt giao lưu văn hóa cộng đồng thứ ba phát huy hơn nữa vai trò của các cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cần phổ biến tuyên truyền sâu rộng và triển khai nhanh chóng đầy đủ các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường sự phối hợp đoàn kết thống nhất giữa các tổ chức trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới theo đúng chức năng nhiệm vụ vai trò của từng tổ chức đặc biệt cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, bản, nhất là đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, bởi lệ nói, hành động của họ thường được đồng bào dân tộc tin theo, nghe theo và làm theo. Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện về bình đẳng giới trong cộng đồng, lên án và phê bình, xử lý làm gương trước cộng đồng những hành động phân biệt đối xử, bạo hành, ngược đãi với phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cần nâng cao ý thức và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ thôn, bản, các già làng, trưởng bản trong việc thực hiện bình đẳng giới để đồng bào người dân tộc noi theo và làm theo. Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng, tăng cường hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh các phong trào đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ như phong trào nam giới tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích chị em học tập, nâng cao trình độ, tham gia công tác xã hội, phong trào nam giới tiên phong trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, phong trào hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, xây dựng mô hình nhà tạm lánh, nhà an toàn phòng, chống bạo lực, bạo hành, xâm hại phụ nữ, thành lập các trung tâm tư vấn về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ giao lưu tìm hiểu về bình đẳng giới, tùy vào điều kiện, đặc điểm từng địa bàn, đối tượng người dân tộc để triển khai các phong trào. Chương trình phù hợp, hiệu quả, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tự vươn lên làm chủ cuộc sống, thể hiện năng lực và vai trò của mình bên cạnh đó trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp cần quy động các nguồn lực các chương trình dự án hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới từ các tổ chức hiệp hội quốc tế như các dự án cung cấp dịch vụ y tế các chương trình đào tạo nâng cao trình độ tăng cường năng lực cho phụ nữ chương trình hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bệnh viện trường học chương trình giao lưu sinh hoạt văn hóa tinh thần ở các thôn bản nhằm gia tăng cơ hội được học tập được chăm sóc sức khỏe có việc làm tham gia các hoạt động xã hội cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết thực hiện bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vì mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Bài viết được đăng trên tạp chí Cộng sản. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.